Xin chào các anh em trader. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2021. Hôm nay mình sẽ nhìn qua sản phẩm hàng hóa đó là dầu. Như chúng ta đã biết thì dầu đang trong một cái xu hướng lên rất là mạnh. Giá nằm trên đường EMA 200, đường trung bình 50 trên EMA 200 luôn. Và hiện tại thì giá đã break out cái vùng tam giác đi sideways trước đó, phá lên trên luôn đường EMA 50 và phá luôn cái ngưỡng kháng cự 109.12. Đây là một signal buy rất là tuyệt vời. Khả năng chúng ta sẽ quan sát tiếp cái vùng kháng cự trên, đó là khoảng vùng 127-128, là cái vùng đỉnh cũ. Nếu mình nhìn các chỉ báo momentum thì cũng đường stochastic vẫn đang cho một tín hiệu đi lên rất là tốt. Và thêm một chỉ báo xu hướng dài hạn nữa, đó là đường ADX cũng đang cho một tín hiệu buy. Kết hợp với kháng cự hỗ trợ của vùng giá cho tín hiệu buy, đồng thời các chỉ báo cho tín hiệu buy, khả năng vàng sẽ đi tìm lên vùng đỉnh cũ 126-127. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.